Mến chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh Khắc Duy TV. Thì hôm nay là một cái buổi chiều, hiện tại giờ chắc khoảng tầm 4-5 giờ chiều rồi các anh chị. Thì em về quê rồi em ra thăm chỗ trồng dừa nè các anh chị. Tuy nhiên là khi mà mới vừa lên cái chòi, em đang trong chòi thì trời mưa rồi. Do đó thì cũng không có đi vòng vòng được, anh chỉ ngồi tại chỗ đây thôi. Và quay ngược qua ngoài, anh chị thấy là trời đang mưa nè. Kiểu là mưa cũng không có lớn lắm, tuy nhiên là giờ mà mình ra thì ướt, nên là chỉ có thể là ngồi trong chòi thôi. Thì anh chị thấy là buổi chiều ở quê nó có buồn không các anh chị? Đây, đây là cái khung cảnh để cho một số các anh chị mà định bỏ phố về quê, bỏ phố về rừng á, thì nếu mà mình vượt qua được cái cảm giác của cái nỗi buồn vào cái buổi chiều mưa như thế này, đặc biệt là ở miền Tây. Thời điểm này thì miền Tây cũng mưa rất là nhiều các anh chị. Đáng lẽ là thường là thời điểm này bắt đầu mưa giảm rồi, nhưng mà hiện tại thì mưa cũng rất là nhiều. Có những ngày thì mưa cũng suốt ngày, cũng cả 24 tiếng liên tục vậy, lúc lớn lúc nhỏ mà liên tục. Ở phía giáp ranh thì người ta vẫn làm lúa nè các anh chị. Lúa gần tới thu hoạch rồi, bắt đầu lúa ngả màu vàng rồi, nhìn rất là đẹp. Còn bên đây thì nhà em đã lên liếp trồng dừa rồi. Thì dừa này hình như cũng được 7 tháng mấy rồi các anh chị. 7 tháng mấy rồi. Thì gần như là đa số là những cây nó đều có lá trẻ hết. Trừ một số cây thì hồi xưa là do lấy cái giống mà lúc nó mới lừa lúa mộng mà nó chưa ra được lá nào luôn á các anh chị. Nên là tới thời điểm hiện tại thì mấy cây đó thì nó chưa ra kịp. Hoặc là có một số cây mà nó bị khoảng đâu đó khoảng tầm 7 đến 10 cây gì đó, nó chết. Nên là cũng thay mới, dẫn đến là nó những cây đó thì nó chưa có bắt kịp. Còn những cây còn lại thì hầu như nó cũng đã có lá trẻ hết rồi. Anh chị có nhớ cái cây dừa này không? Cái cây dừa cặp chỗ trái dừa nè, cây dừa gần em nhất nè. Thì nó với cây dừa bên cạnh, cây dừa tiếp tới luôn á. Thì đợt trước em cũng có một cái clip về cái vấn đề là mình nên chọn cái giống mà là cái cây mà cây nó đã lớn rồi hay cây còn nhỏ đó các anh chị. Thì giờ các anh chị cũng có thể là thấy là hiện tại thì cái cây này ở gần lúc trước thì đã trồng đem dưới nhà lên. Tức là nó đã lớn hơn rồi, nó lớn muốn gấp đôi cái cây tiếp theo của nó đó. Tuy nhiên thì qua thời gian nó bị chậm các anh chị. Nhưng mà hiện tại thì bắt đầu lá nó xanh nè, nó xanh cũng bằng được cây kế bên rồi. Thì bây giờ bắt đầu nó phát triển đó. Tuy nhiên thì nó cũng bị chậm một thời gian khá là dài. Hiện tại cái gốc thì nó không bằng cái gốc cây đằng kia các anh chị. Thì đó là một cái kinh nghiệm nhỏ của em muốn gửi đến tất cả các anh chị. Nếu mà mình muốn trồng dừa thì theo em nghĩ là khi mà mình trồng thì mình lựa những cái cây mà cái rễ nó đâm ra ngoài chưa có nhiều lắm á. Có thể là đâm ra ngoài cái vỏ của trái dừa, nhưng mà đâm ít thôi. Tại vì nếu mà đâm nhiều quá thì mình cũng phải cắt mấy rễ đó, là nó dễ bị chọt rễ lắm các anh chị. Đặc biệt như là những cây mà rễ nhiều á, mình cắt đi nhiều quá rồi dẫn đến là nó, cái cây nó chậm phát triển, nó bị đi, nó chậm lắm. Cây này khoảng mấy tháng trời luôn mới là đuổi kịp cái màu xanh thôi, mới đuổi kịp cái màu xanh thôi. Chứ còn về cái độ lớn của cái gốc và cái mấy cái lá nó không có được bằng cái cây bên kia. Mặc dù cây bên kia thì mình mua về là mình trồng lúc cái cây nó nhỏ. Đây là cái tổng quan cái khu vực này. Thì ở dưới cái những cái con mương thì nhà em cũng đang trồng là cái rau nhút. Rau nhút này là cái rau nhút của hồi xưa giờ của mình, chứ không phải là kiểu mà rau nhút Thái. Nên là trong cái điều kiện này mình cũng không chăm sóc nhiều, dẫn đến là cái cọng nó nhỏ. Tuy nhiên á, thì nó lại, khi mà mình ăn nó lại có cái mùi thơm hơn so với những cái loại rau nhút kia. Khu vực này thì hiện tại giờ cũng còn phèn các anh chị. Mặc dù là nước này nó ra vô, nhưng mà vẫn còn phèn. Hôm trước thì cái cổ khu vực mà trồng dừa ta ở bên kia thì mấy bữa mà mưa gió nhiều quá, có một cái cây nó bị ngã các anh chị. Em cũng chưa có định vị được vị trí nào, nãy tính lên coi nhưng mà mưa chạy qua chòi luôn. Thì hiện tại thì cha em đã lắp gốc thêm. Tại hồi trước bên cái khu vực bên kia là mình trồng là mình không có lên liếp như bên đây, mà mình chỉ đắp mô mình trồng thôi.
Nên là nhiều khi mình trồng lên mô cao quá thì cái rễ nó ăn mới tảng tảng phía trên nè, nên là nó chưa bám sâu, dẫn đến là khi mà có mưa gió lốc gì đấy thì nó vẫn bị dễ dẫn đến cái việc mà ngã đổ của các anh chị. Nên là mình trồng thì đối với những khu vực mà vừa sim em trồng á thì không có đắp mô, chủ yếu là mình đặt nó trên mặt chút xíu vậy đó, mình chỉ móc một lỗ để cho cố định trái dừa thôi, rồi bắt đầu mình trồng nó xuống, đang cho cái rễ nó sẽ bám trực tiếp xuống cái nền đất luôn, tránh trường hợp mà mình trồng đắp mô á, rồi cái dẫn đến là khi mà cây dừa nó tốt lên, tại vì khi mà anh chị mà trồng dừa mấy anh chị chăm sóc á thì khả năng nó tốt rất là cao, tại dừa nó cũng vốn nó dễ mà nó không khó chăm sóc lắm, thì khi mà cái tàn lá nó lớn rồi đó mà mình đắp mình trồng trên cái mô cao á thì cái rễ nó cũng chưa có bám nhiều xuống cái nền đất nữa, nên dẫn đến là nó rất dễ là nó bị ngã các anh chị, nên mình cứ trồng trực tiếp trên mặt đi, trừ trường hợp chỗ nào mà nó ẩm thấp quá, nó thấp quá mà nước nó ngập á thì có thể mình lên một cái mô nhẹ thôi để chống nó bị ngập thôi, chứ thực ra thì mình cũng không cần thiết lên mô đối với cái cây dừa nữa. Cái đó là cái quan điểm cá nhân của em, tại nhà em trồng cái dừa ta nó đã bị ngã rồi, cái trường hợp mà mình đắp mô mình trồng á, tại khu vực mà trồng dừa ta phía bên kia là chỉ đắp mô và trồng thôi chứ không có lên liếp, tại anh chị thấy từ xa xa cũng có mấy cái mô cao, giờ gọi qua đó thì nó hơi thiếu ánh sáng à, bầu trời cũng rất là nhiều mây, thì hôm nay cũng chủ yếu là do cái lúc trời mưa này không có đi vòng vòng được nên ngồi đây quay, vừa ngắm cái khung cảnh buổi chiều ở quê ở khu vực đồng ruộng nó sẽ như thế nào. Nói chung thì ở quê nó buổi chiều mà gặp mưa vậy đó các anh chị, còn nếu mà hiện tại giờ hôm nay tự nhiên không nghe tiếng ếch nhái, chứ mà nếu mà nghe tiếng ếch nhái nữa thì nó nghe nó còn buồn dữ nữa, tuy nhiên là nếu mà mình ở quê quen á thì mình nghe lại vui tai. Bản thân em thì nói chung thì sống ở đâu cũng được, ở thành thị cũng được mà nông thôn cũng được, tuy nhiên thì em thích cái cuộc sống ở nông thôn hơn. Khi nào mà dừa này nó có năng suất, có thu nhập ổn định á thì mình cũng tính cái chuyện là mình rời khỏi trung tâm, mình về quê cải tạo thêm cái vườn này, có thể là mình trồng thêm những cây gì đó xen vô cây dừa để mình làm kinh tế. Nếu mà trường hợp ấy có thể mình thả thêm cá dưới những cái ao đây nè. Còn hiện tại thì thả chưa có được các anh chị. Do tại giờ mình không có bao gạo á nên cũng khó là giữ được lắm. Tại khu vực đây thì nhiều khi người ta cũng có đi soi cá đó các anh chị. Buổi tối người dân đã đi soi cá, mà những khu vực mà mình không có bao gạo á thì nó cũng rất là khó. Có những cái cánh én nha bài, buổi chiều thì yên bình, mưa thì không có nắng nên là quay nó không có đẹp lắm, nên mọi người cũng thông cảm giúp em. Về quê đó vậy các anh chị, cứ tối ngày giữ quần đồng thôi, cuộc sống thì nó không có nhiều tiền, như kiếm cái lượng tiền thì nó không có nhiều lắm, nếu mà so với thành thị thì kiếm tiền không bằng thành thị đâu, cái cơ hội kiếm tiền nha. Tuy nhiên thì nó đổi lại một cái thì mình bước ra vườn thì mình có thể có những cọng rau muống, cọng rau lan, rồi có thể là một cái tay lưới mình giăng, một cái dến mình đặt, thì có thể là mình đã có cái lương thực cho một ngày rồi các anh chị. Đặc biệt là những cái anh chị mà mình theo cái cách mà mình hạn chế ăn thịt á, mà mình ăn chay nhiều á thì nó còn dễ nữa. Cứ bây giờ một khoảng đất trống thì mình cứ trồng một luống rau này, một luống rau kia thì coi như là chắc chắn là mình đủ để cung cấp rồi. Nó không có tốn nhiều về chi phí. Chi phí học hành của các bạn nhỏ thì nó cũng không có cao như khu vực trung tâm. Trời cũng bắt đầu dứt mưa rồi các anh chị, nhưng mà còn gầm hì 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 ở trên. Có những cây lá trẻ rất là nhiều rồi, thì khi mà nó có lá trẻ rồi em thấy cái tốc độ nó phát triển nó nhanh hơn,
so với những cây mà khi mà lúc nó có cái những mới có những cái lá đài, lúc đó mình trông cho nó lớn, nó lớn chậm chậm rì rì đó. Mặc dù nó xanh tốt thiệt nhưng mà nó lớn chậm. Nhưng mà khi mà nó có lá trẻ rồi thì khoảng tầm 1 tháng 2 tháng hay gì đó là mình nhìn mình thấy nó khác à. Lâu lâu về nhìn thấy nó khác à. Rồi thôi chắc em dừng clip tại đây, cũng hết mưa rồi. Giờ tranh thủ em còn phải về Trà Vinh nữa, còn khoảng tầm hơn 30 cây số nữa đi về để trời mưa. Rồi em cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều. Em hẹn tất cả các anh chị trong những cái clip tiếp theo. Em xin chào.